Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi thăm một nơi khá là nổi tiếng ở Osaka, nơi mà rất nhiều các bạn nam thanh niên tò mò, đó là phố đèn đỏ ở Osaka. Khi mà các bạn gõ tìm hiểu phố đèn đỏ ở Nhật thì sẽ ra một loạt các bài báo, nào là khám phá, nào là cận cảnh. Nhưng phố đèn đỏ ở Nhật thật sự là không an toàn. Các bạn chỉ nên ghé thăm thôi và hãy cẩn thận khi khám phá. Đấy là kinh nghiệm thực tế và mình đã đi tham khảo khá là nhiều các thổ địa ở đây. Và khi mà các bạn quyết định tìm hiểu thì các bạn cũng phải lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là vì ở khu phố đèn đỏ này cấm chụp ảnh. Bản thân mình cũng là phải quay trộm vì mình đặt camera trong túi sách nên không được đẹp. Mình mong các bạn thông cảm cho mình. Và các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi bảo kê ngầm ở đây là một thế lực cực lớn. Chỉ cần nhìn thấy các bạn cầm camera thôi thì chưa đầy 3 giây, các bạn sẽ lãnh đủ. Thứ hai là giá cả dịch vụ cho mỗi lần đi khách ở Nhật tương đối là cao và không dễ dàng để cho các bạn biết đâu. Thứ ba nữa là ngoài tiền thì còn có cả những cái quy ước riêng về nghề nghiệp. Thứ tư là dành cho những ai chưa thông thạo tiếng hay là muốn đi tìm hiểu thì nên có một người Nhật đi cùng để tránh phiền phức. Với một nước Nhật nhìn chung là an toàn nhất thế giới thì các khu đèn đỏ như là đặc khu riêng của một quyền lực khác. Dù vậy thì vẫn tuân thủ theo pháp luật, nhưng các khu phố đèn đỏ ở đây thì nó có những cái nguyên tắc luật lệ riêng biệt và nước sông thì không phải nước giếng. Nếu mà các bạn không tuân thủ thì thực sự là nó không an toàn. Và thực ra thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu mà tuân thủ những cái quy tắc ở đây. Khi mà các bạn muốn đi bar hay là đi sàn ấy, thì các bạn nên hỏi những người thổ địa ở đây, những người đi trước, những người có kinh nghiệm, chứ đừng có theo kiểu ngẫu hứng, cứ nhảy vào bar nào cũng được. Vì mình là người ngoại quốc nên là rất dễ bị sập bẫy của các thế lực ngầm ở đây. Khi mà các bạn đến những cái đặc khu đèn đỏ của Nhật Bản ấy thì đừng nghĩ là có tiền, hay là tệ hại hơn là đừng nghĩ những người mà phục vụ mình là thấp hèn, không có đâu nhé. Cũng ở đây nó cũng là một cái nghề nghiệp được yêu cầu và được tôn trọng. Bản thân họ cũng rất là trách nhiệm với công việc và tôn trọng khách hàng. Nếu mà bị đòi hỏi phải biết tiếng Nhật, không phải vì là ở đây coi du khách là dở hơi, mà đơn giản là muốn phục vụ giao tiếp tốt hơn với khách hàng và để thỏa mãn khách hàng. Khi mà các bạn muốn tìm hiểu về những cái đặc khu đèn đỏ ở nước Nhật ấy, thì các bạn tốt nhất là không nên uống say, hãy giữ tỉnh táo. Vì ở đâu cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là cái khu đèn đỏ ở Nhật thì nơi đây có luật chơi riêng. Các bạn bị say thì rất dễ bị phạm luật, mà phạm luật thì phải nhận hình phạt thôi. Mình thì cũng chưa trải qua cái cảm giác đấy, nhưng mà mình đã tận mắt chứng kiến một thanh niên khi mà say xỉn đã bị giới anh chị ở đây lôi đi xử lý. Vì thế nên là các bạn hết sức là chú ý khi mà muốn tìm hiểu cái dịch vụ mát mẻ ở đây. Và một điều nữa đó là không được chụp ảnh. Thì không phải là khi mà các bạn đi vào những cái đặc khu này cứ có cái biển cấm chụp ảnh thì các bạn mới nghĩ đến chuyện là không được chụp ảnh nhé. Hoặc quay camera. Khi mà đến những cái đặc khu này thì tốt hơn hết là các bạn nên tắt camera. Và ngay cả người địa phương ở đây thì cũng biết rằng chính những cái cảnh sát cũng phải đi dẹp những cái người mà tò mò giống như mình chẳng hạn. Và tiếp theo nữa đó là các bạn đừng nên nghe theo cò mồi. Và như mình đã nói ở trên thì là đất nước Nhật là một đất nước cực kỳ an toàn, nhưng các đặc khu đèn đỏ là một ngoại lệ riêng. Ở đây thì được biết đến với rất nhiều những trò lừa đảo, kiểu như là khi mà các bạn đi thì sẽ được mời vào bar uống nước, uống rượu, xong rồi khi mà các bạn đi ra thì sẽ nhận được một cái khoản bill khổng lồ. Tiếp theo nữa là một cái vấn đề mà các bạn cũng khá là quan tâm, đó là về vấn đề giá cả. Thì vấn đề giá cả ở đây thì nó sẽ được chia theo từng nơi và từng chỗ, và cũng như là từng quán nữa. Có những cái quán mà có những em trẻ, những em xinh tươi thì giá lại cao, và những quán mà có những em già thì giá sẽ là thấp. Thì
Mình thì cũng chưa thử qua cái dịch vụ mát mẻ này bao giờ. Thì mình cũng chỉ được nghe một người bạn mình có kể lại rằng là cái giá cả ở đây thì là tùy theo từng quán và tùy theo từng nơi. Thế nhưng mà ở Osaka thì hầu như là giá là 1.500.000 cho những lần đi khách với 45 phút thì là nó vào khoảng 3 triệu tiền Việt Nam đồng. Và các bạn đang thấy ở trên video thì mỗi một cái cửa hàng mình đi qua đều có một hoặc hai, thậm chí là 4 tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ khêu gợi và nói những cái lời ngọt ngào để mời chào khách hàng. Trên đây là kinh nghiệm của các thổ địa ở đây cũng như là của mình qua những cái chuyến ghé thăm khu đèn đỏ ở Osaka, Nhật Bản. Khi mà mình thực hiện những cái video này thì thực sự là khá vất vả và nguy hiểm. Nếu như chẳng may bị túm một cái thôi, coi như là xong đời. Vậy nên xin các bạn đừng tiếc một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để giúp cho mình có thêm được những cái video chất lượng hơn để gửi đến các bạn. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.